Vẻ đẹp của mỗi phụ nữ là duy nhất, và Artistry biết làn da của bạn cũng vậy. Vì thế, chúng tôi mang đến giải pháp chăm sóc da chỉ riêng cho chính bạn. Khoa học và thiên nhiên hợp nhất. Với hơn 50 năm nghiên cứu về sức khỏe làn da và 80 năm chuyên môn về sức khỏe dinh dưỡng, Artistry kết hợp cùng Nutrilite ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại và nguồn nguyên liệu thực vật tinh khiết nhất. Với thành phần thực vật được trồng, thu hoạch và chế biến tại chính nông trại đạt chuẩn hữu cơ của Nutrilite, chúng tôi cam kết mang đến nguồn nguyên liệu tinh khiết nhất cho hiệu quả vượt trội. Artistry đã cùng đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia da liễu hàng đầu phân tích làn da của hơn 32.000 phụ nữ trên toàn thế giới. Vì thế, chúng tôi tự tin hiểu rõ nhu cầu chăm sóc đặc trưng của từng loại da hơn ai hết. Hân hạnh mang đến bạn tinh chất Artistry Signature Select Personalize. Kết hợp kiểu dáng nghệ thuật, công nghệ độc quyền, phối trộn nhiều loại tinh chất đậm đặc của Artistry cùng với nguồn nước giàu dưỡng chất thực vật hoàn toàn từ Nutrilite. Chúng tôi tự hào cho ra đời dòng tinh chất mạnh mẽ nhất, đặc trưng cho từng loại da. Hãy cảm nhận làn da trẻ trung, khỏe khoắn chưa từng có. Artistry, tinh túy từ thiên nhiên, tinh hoa từ khoa học, chỉ riêng cho bạn.